Hello everyone. Ok, mình sẽ vào game đầu tiên nhá, PVZ này. Mình đã trông chờ cái màn bot này lâu lắm rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ta sẽ đấu với bot của game. Mong là mình sẽ win được. À, cái quả này quả bóng à? Dính trưởng chưa? Ồ, khó nha, khó nha. Khó phết mọi người ạ. Hay chưa? Không thể trồng được ở kia đấy. Khó nha, khó nha. À, cứ ai chạm đến kia là sẽ thấy chưa, nguy hiểm chưa. Mất đi một vạch rồi, cố lên. Đang căng thẳng, chúng ta tiếp tục nha. Mình sẽ phải giật một lần. Mày thì chấp nhận đi, mình sẽ le ra một lần nữa. Thuyền lá chắn. Ồ,
phí phạm thật đấy. Oh my god. Đỡ chưa? Đỡ chưa? Đỡ chưa? Đỡ chưa? Trâu quá mọi người ạ. Nó choáng rồi. Mày nè. Sắp gãy rồi. Nó sắp gãy rồi mọi người ạ. Kìa nó đang đơ kìa. Rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Ok, chúng ta sẽ qua game tiếp theo thôi. Một tựa game rất là hấp dẫn khi chúng ta đã chiến thắng được boss rồi. Một tựa game zombie thứ hai nữa thôi. Căng thẳng thực sự luôn đấy mọi người. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. X3 chưa? Chúng ta sẽ qua game tiếp theo thôi. Không sao hết, chúng ta sẽ qua game. Nha. Khó nha, dần dần nó rất là nhiều game này. Vào ván đầu tiên thôi. Thank you.
May quá. Băng về đi. Yeah. Siêu cấp VIP Pro. Chúng ta sẽ qua game tiếp theo nhá. Nào, chúng ta sẽ qua game thôi. Ok, let's go. Nghĩa là mình sẽ phải win. Oh my god, không lại rồi. Oh, holy man. Hay quá, chúng ta lại phục hồi rồi. Còn một tên nữa thôi. Ok, may quá, mình vừa về cửa tử về đấy. Chúng ta tiếp tục qua màn thứ hai. Tăng máu tiếp thôi, ta phải cần nhiều máu nhất có thể. Đó, 1400 máu thịt. Tăng máu tiếp, 1900 giờ. Còn 5 tên nữa thôi. 3 tên nữa. Yeah, win rồi. Chúng ta sẽ đến với màn
rồi. Ok, chúng ta sẽ qua game tiếp theo thôi. Mình sẽ phải cho một ít wifi để chơi game này trước. À, xong mình chạy game này trước nha. À, đây, chúng ta sẽ qua game tiếp theo nha. Đang dẫn đầu này. Oh, cái gì vậy? À, cày thế nhỏ. Hai lần tăng tốc. Đây rồi. Quả hiểm nguy khá là hay nè. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Lại sẽ thò tiếp đi. Ô, không gì này. Sợ nhỉ. Thật chứ. Oh my gosh. Chắc là này không có tốt rồi. Tâm 1 đi quá xa rồi. Tâm 1 đi quá xa rồi mọi người. Tâm 1 win mất rồi. Thôi tâm 2 cũng được. Ai. Yeah. Ok, chúng ta sẽ qua game tiếp theo thôi. Let's go. Let's go. Come on. Đó, game này hơi lâu một chút nha mọi người. Ok, mà đầu tiên đi. Đây rồi. À thôi, win rồi. Ok. Màn 2 luôn. Quá thật đấy. Bùm bùm quá. Ok, màn 2 nhá. Hay chưa, hay chưa.
dễ dàng quá mọi người. Hay chưa? Hay quá mọi người. Ô màn boss rồi. Mình sẽ phải lấy được tân vương của màn boss. Nào, come on, come on, come on. Hay thế nhở? Không sao, xong rồi. Mình hai này. Hi hi hi. Quá xuất sắc. Ok, màn boss này. Tiêu diệt mỗi con boss này thôi. Đây rồi. Kỳ thật chứ. Không ăn được rồi. Buồn ghê vậy. Ok, chúng ta sẽ qua game tiếp theo thôi. I let myself in, wish I had a choice, gotta save my own skin. Forced into crime, but I'll turn it around. It's a loop for me, I guess it's win-win. Just happen to be the best at what I do. Grab the controls and see if you can... Oh. Màn mấy nhỉ? Màn 17 à? Bây giờ lấy cái chiếc chìa khóa. Khó nhỉ? Ăn cắp túi tiền của ông kia à? Chạy đi! Yeah! Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye mọi người.